một hai ba. Anh chị em thấy vô cùng đẹp anh chị ơi, nay nó ra bông rồi nè, cây cỡ này nó ra bông rồi, anh chị biết mức độ xuyên hoa của nó cỡ nào, chưa tới ngang tay em luôn nha. Mình đang chuẩn bị nhú thêm vòi nữa nè, em sẽ bán cho anh chị mình một lô đột biến ba xanh ba tím nhanh nha, giá cực kỳ rẻ và chơi đúng vào dịp Tết năm nay. Chỉ cần anh chị chia sẻ video này nhanh liền tay lên chị, em sẽ vừa bán vừa tặng cho anh chị mình luôn, áp dụng cho cô chú anh chị nào có tương tác với Hoa Lan Di Phong bằng cách chia sẻ video clip này nha. Đây, đầu tiên mình ngắm em nó từ phía sau. Phía sau anh chị thấy chớp không? Đây màu xanh, ba màu xanh. Ở trên nữa thì nó cực kỳ là đẹp luôn anh chị, và hoa rất là thơm anh nha. Ba cánh màu tím đỏ, ba cánh màu xanh, xanh lá cây, anh chị thấy vô cùng bắt mắt. Và hoa nó có hương thơm là rất là đã anh chị mình, rất là khoái nha. Và lần đầu tiên Hoa Lan Di Phong được trải nghiệm cái dòng này, mà muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị khách hàng cái dòng ba xanh ba tím này cực kỳ đẹp. Một chậu như vậy thuần thang sẵn cho anh chị mình như này anh nha, anh chị mua thêm một cái chậu tác phẩm nhỏ nhỏ anh chị treo lên đung đưa như vậy, một chậu như vậy chậu bán nó sẽ đẹp hơn nữa. Chậu bán là đứng ngọn gì hết nè anh nha, chỉ về anh chị kích hoa nhẹ thôi. Và bằng cái gói mà Hoa Lan Di Phong tặng cho anh chị thì anh chị sẽ được một tác phẩm cây. Đây là cây em bán nha anh chị ha, bự hơn cái chậu em đang cầm cho anh chị em luôn. Ba chậu ba xanh ba tím thuần thang sẵn cho anh chị mình như này, rễ đẹp đang chuẩn bị ra hoa đúng vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Ba chậu như vậy chỉ với mức giá 190.000, bên em bao ship nhanh trên toàn quốc, tặng kèm riêng cho anh chị thêm một gói kích hoa luôn. 190.000 được sở hữu tận ba chậu như vậy nha. Một chậu nè, đem lấy sẵn cho anh chị em luôn, vừa cầm vừa lấy vừa cầm cho anh chị. À, hai nè anh nha, cây đó rất đẹp. Và ba nè, đó có những chậu rất bụi lùm luôn. Ba chậu ba xanh ba tím 190.000, bao ship nhanh trên toàn quốc, nhanh tay đặt hàng anh nha, để lại số điện thoại bên em sẽ liên hệ anh chị mình nha.